Hàng năm tại nước ta có không ít vụ tai nạn liên quan đến nổ bình ga gây chết người và thiệt hại nhiều về tài sản. Phần lớn nguyên nhân các vụ cháy nổ là do khí ga bị rò rỉ mà chủ nhà không biết. Đáp ứng được yêu cầu này, trên thị trường hiện nay đã xuất hiện một số thiết bị cảnh báo rò rỉ ga trong gia đình. Tuy nhiên, chưa được nhiều người dân quan tâm, ghi nhận của Phản hồi thị trường ngày hôm nay. 53 vụ cháy làm chết và bị thương 39 người. Đây là thống kê của 9 tháng đầu năm 2009 về những trường hợp sử dụng ga không an toàn. Trước việc sang chiết ga lậu ngày càng phổ biến, nguy cơ cháy nổ ga là rất cao. Do vậy, một số gia đình, trong đó có nhà chị Thủy, đã sắm một bộ thiết bị báo động rò rỉ ga nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Khi mà sử dụng ga này thì nhiều khi là mình cũng không biết là độ an toàn của nó thế nào. Thì khi mà được một người bạn hướng dẫn, một người bạn giới thiệu ấy, thì gia đình mình đã mua cái thiết bị ga chống rò rỉ như thế này. Thiết bị này có tính năng báo động bằng âm thanh hay ánh sáng khi có ga bị rò rỉ ra ngoài. Thậm chí một số loại còn được đấu nối với quạt thông gió hoặc cảnh báo đến điện thoại di động của chủ nhà. Tuy nhiên, số người biết đến sản phẩm này chưa nhiều. Dùng ga cũng đã lâu rồi, nhưng mà tôi thì cũng chưa biết được cái thiết bị chống rò rỉ ga này bao giờ cả. Chưa bao giờ bị rò rỉ ga và cháy nổ, thế cho nên là bây giờ thiết bị để báo động rò rỉ ga thì nhà tôi cũng chưa biết là như thế nào. Theo các chuyên gia, không phải cứ lắp đặt thiết bị báo động này là yên tâm trong việc sử dụng ga, mà để đạt được mức cảnh báo tốt nhất, người tiêu dùng phải lưu ý khoảng cách và địa điểm đặt phù hợp với loại khí ga mà gia đình sử dụng. Trong gia đình mình hay sử dụng cái khí ga LPG, là khí ga hóa lỏng, thì nó có tỷ trọng lớn hơn không khí, nó sẽ lắng hơn rất, cho nên là tan lắp, khi lắp đặt thì là cái thiết bị nào đó mình phải lắp cách mặt đất khoảng 30cm cho đến 1m. Ví dụ như là mình sử dụng hầm biogas chẳng hạn, thì ta lắp trên trần nhưng mà cách trần khoảng 30cm, thì lúc đó nó sẽ cho hiệu quả báo động cao nhất. Nhớ là khi mà lắp thiết bị báo động rò rỉ khí ga ấy, thì tránh nơi mà có gió mạnh, tránh độ ẩm cao và tránh nhiệt độ lớn. Theo tiêu chuẩn quốc tế thì ngưỡng gây cháy nổ khi rò rỉ ga là 10%, do vậy người tiêu dùng cần lưu ý khi sử dụng những thiết bị có nhiều ngưỡng cảnh báo rò rỉ ga khác nhau nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với mức giá từ 250.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một sản phẩm, người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn để bảo vệ cho gia đình mình một cách vừa đơn giản và hiệu quả.